Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 5, 3 tháng 10 năm 2019. Chúng ta nhìn lại giao dịch của ngày hôm qua là ngày 2 tháng 10, ngày thứ tư. 2 tháng 10 là ngày cây màu đỏ này à, của cặp Euro Yên Nhật trên biểu đồ daily, biểu đồ ngày. Ở đây chúng ta thấy ngày hôm qua là ngày thứ tư. Trước đó, ngày thứ ba có black signal. Vậy hôm qua giá phá đáy cây black signal này chúng ta nhảy vô chúng ta sell đặt stop loss trên đỉnh và cuối cùng à, các bạn thấy ngày này chúng ta là chiến thắng tiếp tục các bạn ạ à, trước đó chúng ta nhìn thấy một hai ba bốn signal của cặp tiền này các bạn thấy chúng ta sẽ kiểm tra dần dần ngày hôm nay black signal à, ngày này phá phá đáy đi rất xa chiến thắng ngày này có black signal à, ngày phá đáy tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta thị trường không đi nhiều lắm đóng cửa giật ngược ở trên chúng ta bị lỗ một chút xíu thôi không đáng kể và khi đóng cửa bị lỗ rồi chúng ta thấy black signal xuất hiện tiếp tục à. và ngày tiếp theo giá phá đáy black signal chúng ta lại sell chiến thắng black signal này chúng ta không enter được bởi vì ngày tiếp theo nó không phá đỉnh và không phá đáy à, vậy tóm lại trong bốn black signal gần nhất có cặp euro yên nhật chúng ta lại chiến thắng hết ba signal chúng ta bị lộ một signal một chút xíu thôi à, ngày hôm qua chúng ta chiến thắng rất là dọn dã à, đó là cái cách giao dịch theo black signal à, mỗi ngày chúng ta chỉ cần một tín hiệu màu đen này thôi là chúng ta sẽ make money à, nếu như à, nhạc sĩ ngọc lễ và ca sĩ phương thảo cần tới ba ngọn nến lung linh chúng ta mỗi ngày chỉ cần một ngọn nến thôi sẽ thắp sáng bầu trời Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.